Sau đây là kết quả xổ số Khánh Hòa, Chủ nhật, ngày 29 tháng 9 năm 2024. Giải 8, trị giá 100.000 đồng, các vé tận cùng mang số 2, 0. Giải 7, trị giá 200.000 đồng, các vé tận cùng mang số 3, 2, 3. Giải 6, trị giá 400.000 đồng, các vé tận cùng mang số 9094, 7905, 9900. Giải 5, trị giá 1 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 4597. Giải 4, trị giá 3 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 58635, 75684, 86004, 84239, 03496, 87118, 96408. Giải 3, trị giá 10 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 05428, 21901. Giải nhì, trị giá 15 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 70333. Giải nhất, trị giá 30 triệu đồng, các vé tận cùng mang số 29487. Giải đặc biệt, trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 854940. Xin nhắc lại, giải đặc biệt trị giá 2 tỷ đồng, các vé tận cùng mang số 854940.